tuyên bố của WHO về vaccine COVID-19 với trẻ em và thanh thiếu niên. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không từ chối sản phụ mắc COVID-19. Hàng chục trường hợp học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Châu Âu cảnh báo đại dịch kép. Làn sóng Omicron phá hủy mùa cưới hỏi tại Ấn Độ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Nga Vũ rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và gia tăng số lượng người mắc, trong đó có nhiều trẻ em, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine an toàn cho trẻ là điều tối quan trọng. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra tuyên bố tạm thời về các vai trò của vaccine COVID-19 ở thanh thiếu niên và trẻ em, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn giáo dục và duy trì sức khỏe của tổng thể cho lứa tuổi này. Tuyên bố tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới WHO xem xét vai trò của vaccine ở thanh thiếu niên và trẻ em bao gồm 5 điểm chính sau. 1. Gánh nặng COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn chung, tỷ lệ nhiễm trùng có triệu chứng và các trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên ít hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn. Các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 ở lứa tuổi này cũng ít hơn và nhẹ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài, được gọi là COVID-19 kéo dài, tình trạng sau COVID-19 và một số yếu tố nguy cơ đối với COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm béo phì và các bệnh nền, bệnh tiểu đường loại 2, hen suyễn, bệnh tim và phổi và các bệnh về thần kinh, phát triển thần kinh, đặc biệt là hội chứng Đau và thần kinh cơ. 2. Trẻ em và thanh thiếu niên vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2. Kết quả nghiên cứu chung cho biết, cho dù trường học mở cửa hay đóng cửa, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em và người lớn là tương đương nhau. Vì vậy, có vẻ như trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh và có thể lây lan virus cho người khác. 3. Tác động của đại dịch đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Mặc dù có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng thấp hơn, nhưng trẻ em và thanh thiếu niên vẫn bị ảnh hưởng một cách tương xứng bởi các biện pháp kiểm soát COVID-19. Các tác động gián tiếp quan trọng nhất liên quan đến việc đóng cửa trường học đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ giáo dục và làm gia tăng các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ như bị ngược đãi, bạo lực, tảo hôn, đe dọa trực tuyến. 4. Hiệu quả và tính an toàn của vaccine COVID-19 ở thanh thiếu niên và trẻ em. Trong thử nghiệm giai đoạn 2-3 cho cả vaccine mRNA, hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với người lớn, cấu hình an toàn và phản ứng ở thanh thiếu niên tương tự như thanh niên. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có cho thấy rằng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm chủng thường nhẹ và đáp ứng với điều trị bảo tồn và ít nghiêm trọng hơn so với viêm cơ tim cổ điển hoặc COVID-19. Hơn nữa, nguy cơ viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim do nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn nguy cơ sau khi tiêm chủng. 5. Cơ sở lý luận về tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em. Tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội, giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn ở trường bằng cách giảm số ca nhiễm bệnh ở trường và số trẻ em phải nghỉ học vì các yêu cầu kiểm dịch. Bên cạnh đó, tiêm vaccine làm giảm lây truyền COVID-19 ở nhóm tuổi này có thể làm giảm lây truyền từ trẻ em và thanh thiếu niên sang người lớn tuổi, đồng thời có thể giúp giảm nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu trong trường học. Như vậy, tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới ở trẻ em. Tại Việt Nam, chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em và tiêm nhắc lại cho thanh thiếu niên đang được tiến hành. Chúng tôi mong rằng tuyên bố này của WHO sẽ phần nào giúp quý vị có những thông tin khoa học và chính xác nhất về tiêm chủng vaccine cho con trẻ. Mới đây đã xuất hiện các thông tin phản ánh tình trạng một số cơ sở y tế đùn đẩy từ chối chăm sóc sản phụ mắc COVID-19. Trước tình trạng này, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Văn bản nêu rõ trong năm 2021, với diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19 đã có nhiều phụ nữ mang thai, sản phụ mắc COVID-19, thậm chí nhiều người tử vong. Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai trong bối cảnh dịch bệnh, cũng như ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ có thai, ba mẹ cho con bú. Tuy nhiên, gần đây, tại cơ sở y tế của một số tỉnh, thành phố, bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập, có hiện tượng đùn đẩy, từ chối phụ nữ có thai đến khám thai và sinh con nếu có kết quả dương tính với COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế, các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có cung cấp dịch vụ khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh và các bộ ban ngành liên quan đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sinh sản, chăm sóc sản khoa, trẻ sơ sinh an toàn, liên tục tránh đứt dẫy cung ứng dịch vụ, đảm bảo phân luồng, có khu khám, chăm sóc và điều trị.
Trong trường hợp cấp thiết, cần tư vấn rõ ràng, phối hợp chuyển thai phụ tới cơ sở điều trị COVID-19 của địa phương hoặc liên hệ với bệnh viện được Bộ Y tế phân công để được hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật. Trong bối cảnh số ca mắc ghi nhận mỗi ngày tại Hà Nội vẫn sắp xỉ ngưỡng 3.000 ca, thông tin Hà Nội dự kiến đề xuất cho toàn bộ học sinh khối từ 7 đến 12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán đã nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con trong độ tuổi này. Về phía các nhà trường, đa số đều đồng tình và ủng hộ phương án cho học sinh đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, vì học sinh từ khối 7 đã được tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản. Tuy nhiên, về phía các bậc phụ huynh xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm trái chiều về việc nên hay không nên mở cửa trường học ở thời điểm này khi dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận. Một số phụ huynh cho rằng, việc đưa trẻ quay trở lại trường trong thời điểm mỗi ngày hàng ngàn ca nhiễm và biến chủng Omicron xuất hiện là vô cùng mạo hiểm. Những phụ huynh này khẳng định, học hành là chuyện cả đời, sức khỏe mới là trên hết. Các con chỉ nên đi học khi dịch bệnh đã được kiểm soát và khống chế cẩn thận. Trái ngược với quan điểm trên, các phụ huynh khác nhận xét, việc cân nhắc đề xuất cho học sinh khối 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán là hoàn toàn hợp lý, bởi các con cũng cần quay trở lại nhịp sống bình thường giống cha mẹ. Tuy nhiên, cũng có những đề xuất rằng Bộ Y tế cần tính toán lại phương án xác định mức độ dịch để các trường học an toàn khi mở cửa. Dưới góc nhìn của chuyên gia y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, hiện nay, trẻ em đã được tiêm vaccine ở một tỷ lệ nhất định. Hơn nữa, cả nước đã thích ứng, tiến tới sống chung với đại dịch COVID-19. Vì thế, cũng cần cho học sinh trở lại trường để được đi học và trở lại cuộc sống bình thường. Cũng liên quan đến tình hình dạy và học của giáo viên và học sinh, liên tiếp trong 4 ngày vừa qua, nhiều trường học ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận hàng chục trường hợp học sinh, giáo viên mắc COVID-19, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng tuần. Ngày 18 tháng 1, Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa thông tin chỉ trong 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1, hơn 60 học sinh, giáo viên mắc COVID-19 được ghi nhận ở các trường tiểu học Điện Biên 2, Đông Vệ 1, Minh Khai 1 và Lý Tự Trọng. Hiện thành phố Thanh Hóa thực hiện việc cách ly, điều trị học sinh F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện. Ông Lê Thành Đồng, Phó Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa cho biết, việc dạy học trực tiếp ở các trường vẫn diễn ra bình thường. Ông lưu ý, các lớp có ghi nhận F0 thì dừng học và thực hiện cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe học sinh và giáo viên theo quy định. Còn những lớp không phát hiện F0 thì vẫn tiếp tục dạy học trực tiếp bình thường. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp và số ca nhiễm mới tăng nhanh. Chỉ tính từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 1, thành phố Thanh Hóa ghi nhận 875 ca mắc COVID-19. Trong đó có hơn 150 trường hợp là học sinh và giáo viên. Để ngăn chặn khống chế dịch COVID-19 lây lan trong trường học, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các địa phương tiến hành tầm soát cho giáo viên và học sinh vào ngày thứ hai hàng tuần. Tình hình dịch bệnh bên trong địa bàn Thanh Hóa đã phức tạp như vậy, thế nhưng người ở bên ngoài muốn quay trở lại Thanh Hóa cũng không dễ dàng hơn. Mới đây, lãnh đạo xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa để số điện thoại liên lạc không đúng trên cổng thông tin điện tử, khiến người dân xa quê không thể liên lạc để nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo phản ánh của người dân xã Đồng Minh trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, con em đang làm ăn xa, muốn về quê ăn Tết, cần biết các thông tin khi trở về địa phương, nhưng không thể liên lạc được vào các số điện thoại của lãnh đạo xã. Theo người dân nơi đây, cổng thông tin điện tử của xã là website chính thống. Ngoài việc đăng các thông tin hoạt động của xã, thì có công khai số điện thoại của lãnh đạo cán bộ ủy ban để nhân dân tiện liên lạc khi cần thiết. Tuy nhiên, người dân xã Đồng Minh lại rất bất ngờ khi toàn bộ các số điện thoại trên không đúng. Theo ghi nhận của phóng viên, đúng như người dân phản ánh, trên trang thông tin điện tử của xã Đông Minh có một danh sách cán bộ công chức gồm họ tên, năm sinh, chức vụ và số điện thoại. Trong danh sách này có 21 cán bộ công chức, tuy nhiên tất cả các số điện thoại được đính kèm trong đó lại không đúng. Ông Lê Định Năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Minh cho biết, bản thân ông cũng không để ý các số điện thoại trên, lâu nay không kiểm tra cái này. Tuy nhiên, ông Năng cũng thông tin sẽ cho gỡ bỏ và sửa lại những số điện thoại này ngay để người dân có thể sớm liên lạc với chính quyền. Quay trở lại với một tin tức ở Hà Nội, SEA Games 31 là một sự kiện thể thao quan trọng được dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội đã gây nhiều khó khăn cho quá trình chuẩn bị. Ban tổ chức đã có những phương án gì nếu có ca COVID-19 xuất hiện? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam cùng trưởng đoàn các nước Đông Nam Á, đại diện các đại sứ quán, đại diện các tiểu bang của ban tổ chức, đại diện các tỉnh, thành phố đăng cai các môn của đại hội. Theo thông báo của ban tổ chức, ba sân bay tổ chức đón tiếp các đoàn thể thao quốc tế là Nội Bài, Hà Nội, Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi, Hải Phòng. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 12 tháng 5 và lễ bế mạc sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 23 tháng 5 tại sân Mỹ Đình. Tiểu ban doping và y tế đã trình bày về công tác y tế, phòng chống doping cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31.
Trong đó, công tác phòng chống dịch sẽ kết hợp nhiều biện pháp, ngay từ khâu đăng ký từ các quốc gia tới khai báo trực tuyến, thực hiện quy trình bong bóng xét nghiệm COVID-19 khoảng 72 tiếng một lần và các biện pháp ứng phó cách ly ngay khi phát hiện các trường hợp F0 với COVID-19. Về việc đón khán giả căn cứ vào tình hình và mức độ dịch bệnh, ban tổ chức sẽ quyết định theo 3 mức độ: không khán giả, hạn chế 10-30% và cho phép tối đa 50% sức chứa của các địa điểm thi đấu. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, các thành viên tham dự giải sẽ được yêu cầu tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 theo quy định, đồng thời phải có chứng nhận test PCR có giá trị trong 72 tiếng trước khi sang Việt Nam. Sẽ không có chuyện hủy đại hội, hủy thi đấu ở các môn nếu phát hiện trường hợp vận động viên hay các thành viên dương tính với COVID-19. Các trường hợp xác nhận dương tính sẽ được đưa đi cách ly. Đối với phương án đón khán giả, nếu trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt ở Hà Nội và 11 địa phương lân cận thì có thể đón khán giả. Trừ trường hợp quá đặc biệt thì mới không đón khán giả. Còn khán giả vẫn được vào sân một cách hạn chế tùy vào tình hình dịch bệnh, bà Hoàng Yến chia sẻ. Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng thừa nhận hiện ban tổ chức và các tiểu bang đang gặp khó khăn ở khâu kinh phí. Tất cả các tiểu bang của SEA Games 31 đang rà soát, rút gọn công việc cũng như sử dụng những phương án an toàn, tiết kiệm nhất đáp ứng được thời gian, yêu cầu, kỹ thuật. Chuyển sang tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa kép từ COVID-19 và cúm mùa. Theo hãng tin RT, sự lây lan của cúm mùa đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đại dịch kép kéo dài. Trong khi sự truyền nhiễm cao của COVID-19 khiến nhiều người lo sợ về áp lực đang đè nặng lên những thế hệ y tế ở châu Âu vốn đang bị quá tải. Sự kết hợp giữa phong tỏa COVID-19, tăng cường đeo khẩu trang và các yêu cầu giãn cách xã hội trên toàn châu lục đã gần như tiêu diệt dịch cúm mùa vào mùa đông năm ngoái, các chuyên gia y tế thuộc ECDC nói. Các chuyên gia y tế nói thêm, tuy nhiên việc những lệnh hạn chế được nới lỏng sẽ dẫn đến sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm cúm. Virus cúm đang lây lan khắp châu lục với tốc độ nhanh hơn so với dự kiến, với số ca bệnh ở các phòng chăm sóc đặc biệt tăng lên ở thời điểm cuối tháng 12 năm 2021. Theo ECDC, việc dỡ bỏ các lệnh hạn chế COVID-19 trước khi mùa xuân kết thúc sẽ khiến đại dịch kép của COVID-19 và cúm mùa kéo dài qua thời điểm tháng 5, cũng như gia tăng áp lực lên các dịch vụ y tế đang bị quá tải. Omicron đã càn quét nhiều quốc gia và Ấn Độ cũng không là ngoại lệ. Nhiều cặp đôi chuẩn bị kết hôn tại Ấn Độ đã phải hoãn đám cưới khi chính phủ giới hạn danh sách khách mời từ trên 600 xuống chỉ còn 20 người. Khi làn sóng thứ 3 do biến thể Omicron ập đến, Ấn Độ đã triển khai các biện pháp phòng COVID-19 nghiêm ngặt cùng nhiều hạn chế khác để ngăn chặn virus lây lan. Chính phủ New Delhi đã giới hạn số lượng khách dự đám cưới ở mức dưới 20 người, giáng đòn mạnh vào mùa cưới truyền thống của Ấn Độ, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm. Điều này khiến hàng nghìn gia đình rơi vào nỗi bất an khi hầu hết các hợp đồng cưới hỏi đã được thanh toán toàn bộ hoặc một phần. Trong thời kỳ trước đại dịch, một số ngày cuối tuần tháng 12 có thể chứng kiến đến hơn 20.000 đám cưới diễn ra ở thủ đô chỉ trong một ngày, khiến những con đường vốn đông đúc trở nên tắc nghẽn. Tháng 11 đến tháng 3 hàng năm được coi là thời điểm để ngành công nghiệp cưới hỏi ở Ấn Độ thu lợi khổng lồ do thời tiết thuận lợi hơn. Trước làn sóng Omicron, các ca COVID-19 đã giảm xuống thấp đến mức khó tin. Sự mệt mỏi kéo dài suốt đại dịch đã tạo ra những đám cưới trả thù, xa hoa và lộng lẫy hơn thông thường rất nhiều lần. Sau 2 năm ít hoặc không đi du lịch, nhiều gia đình đã tổ chức hôn lễ theo hình thức kết hợp với du lịch và trăng mật vào tháng 11 năm 2021. Thay vì đám cưới truyền thống, họ muốn đến một thành phố khác để tổ chức hôn lễ rồi hưởng thụ một kỳ nghỉ ý nghĩa tại đó. Các nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi ở Ấn Độ cũng đã phải đối mặt với các khoản lỗ nghiêm trọng. Trước đó, doanh thu của họ đạt khoảng 50 tỷ USD và New Delhi là một trong những thị trường tiệc cưới lớn nhất. Chỉ trong một ngày tốt lành, ngày 14 tháng 11 năm 2021, khoảng 5.000 đám cưới đã diễn ra trong thành phố khi ngành công nghiệp xa xỉ này đang tìm cách phục hồi. Những chuyến bay đến các địa điểm hưởng tuần trăng mật cũng tăng mạnh. Rajiv Jain, giám đốc điều hành của công ty quản lý sự kiện Rashi Entertainment, tin rằng ngành công nghiệp cưới hỏi là mục tiêu mềm đối với các hạn chế COVID-19. Nhân viên tại hầu hết các địa điểm và nhà cung cấp dịch vụ cưới hỏi và khách mời đều phải tiêm phòng đầy đủ. Ông Jain cho biết ngành này đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch bởi vì nếu không, nó sẽ chết dần. Ấn Độ đã tận hưởng một thời gian yên bình kể từ tháng 6 năm 2021 đến cuối tháng 11. Thủ đô 20 triệu dân chỉ ghi nhận chỉ 35-45 ca nhiễm mới mỗi ngày. Nhưng khi biến thể Omicron xuất hiện, khiến số ca mắc tăng đột biến, chính phủ đã phải tái áp đặt các hạn chế. Ấn Độ đang ghi nhận khoảng 258.000 ca COVID-19 mới trong một ngày trên toàn quốc. Trong đó, thủ đô New Delhi ghi nhận số ca mắc là 18.286 ca mới vào hôm 17 tháng 1. Với sự bùng nổ số ca mắc lớn như hiện tại, bất kỳ động thái nới lỏng nào từ chính quyền Ấn Độ cũng rất khó có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đám cưới là một nghi thức long trọng và thiêng liêng đối với các cặp đôi yêu nhau.
song với tình hình dịch bệnh chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm như hiện tại, có lẽ các cặp đôi ở Ấn Độ sẽ phải đợi một thời gian dài nữa mới có thể tận hưởng một đám cưới đúng nghĩa. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo Sức khỏe và Đời sống. Hy vọng quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.